Hoàng Áo xin chào tất cả các bác. Hiện tại bên em đang tiếp tục khui thùng phiên bản súp điện lai hơi bát 40 150 Pro để chuẩn bị cắt hàng gửi lên đường cho anh Quyền tại Thừa Thiên Huế. Hiện tại mẫu model này đang có giá là 4.6 triệu, và ở đây thì anh đã cọc trước cho bên em 300.000 đồng rồi. Nhận hàng anh kiểm tra và thanh toán nốt 4.300.000 đồng. Phiên bản súp điện lai hơi, đây cũng là mẫu model mới nhất vừa mới ra mắt vào đầu năm 2023. Hàng nhập khẩu về nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện. Và trước khi gửi hàng đi cho các bác thì bên em sẽ luôn luôn có những chương trình hay là những cái video để test hàng, để test chắc chắn là sản phẩm không có vấn đề gì, đạt đủ chất lượng và đạt đúng tiêu chuẩn thì bên em sẽ tiến hành đóng hàng và gửi hàng đi cho bác. Nhận hàng bác kiểm tra và thanh toán nốt nhá. Giá thành những cái mức giá mà bên em đưa ra là đã có bao toàn bộ chi phí vận chuyển cũng như là dây jack kết nối. Trong thùng thì nó sẽ có thêm một dây nguồn. Dây nguồn khá là dài. Súp điện lai hơi và phiên bản này thì bên em cũng đã có những video về những cái chương trình để tháo toàn bộ nội thất ruột gan cũng như là quay chi tiết phần bên trong, chế độ bảo hành trong vòng 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Đây là một trong những chế độ bảo hành khá là cao và rất là tuyệt vời mà hãng đưa ra để hỗ trợ các bác khi chơi những dòng sản phẩm nhập khẩu chính hãng TAB. Phiên bản súp bát 40 logo của EB này, bản này là bản nâng cấp của 150S nhá, nên là hai lỗ thông hơi ở phía dưới thì đã có thêm những phần e-căng để chắn chuột rồi. Tem chống hàng giả này, trong đó có logo của công ty, mã QR và trang web. Tem niêm phong bảo hành, tay sách, cọc cắm lơ phun. Và về phần bộ mạch của súp, phía đằng sau bộ mạch thì nó cũng sẽ có thêm một tem niêm phong bảo hành. Và toàn bộ thông số của súp thì sẽ được hiển thị hết trên phần bộ mạch, in trực tiếp lên bộ mạch nhá. Bản mới nhất năm 2023 này, 150 Pro, chạy điện 220V, công suất dao động từ 1000 đến 1500W. Số seri của anh đây 281. Và bản này thì sẽ có hai volume, một volume tổng và một volume cắt tần số đảo pha. Cả đường điện lẫn đường hơi các bác đều có thể chơi được nhá. Đây là một trong những phiên bản súp khá là tiện lợi và cũng rất là cao cấp mà EAB đang phân phối và đưa ra thị trường. Những đường tín hiệu vào, mạch tỏa nhiệt, toàn bộ phần bộ mạch của nó rất là lớn đúng không ạ? Chế độ bảo hành rất là tuyệt vời, bảo hành chính thức trong vòng 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Thiết kế hầm hố, tiếng đánh uy lực và cái chất âm của nó cho ra rất là hay. Những cái dòng súp này thì khi các bác và anh em ghép cùng với bộ những bộ dàn, những bộ cấu hình karaoke tại gia đình thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều, tăng cái chất lượng âm thanh và tăng cái cảm giác khi các bác chơi nhạc, khi các bác nghe những bản nhạc hay là hát karaoke lên rất là nhiều. 4.600.000 đồng cho một phiên bản súp bát 40 được nhập khẩu chính hãng TAB Pro. Bác nào quan tâm muốn đặt hàng và tìm hiểu kỹ hơn, tham khảo sâu hơn về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để đặt hàng nhé.